Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 14 Tây tháng 11 năm 2020 là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ Thì trước hết Thuần muốn chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ Thì chúng ta chủ yếu sẽ nhìn vào tình hình của Bitcoin ngày hôm nay Thì các bạn thấy là cái giá hiện tại của Bitcoin chúng ta đang nhìn vào Bitcoin trên sàn Coinbase Cái giá hiện tại là 16.008 Và các bạn nhìn vào cái video này các bạn thấy được là Bitcoin thì chúng ta thấy được là ngày 13 tây những ngày hôm qua đã lên tới cái mức cao đó chính là cái mức khoảng chừng là 16.489 tùy theo các bạn nhìn vào sàn nào thường đang nhìn vào cái biểu đồ ở trên sàn Coinbase thì các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào cái giá của Bitcoin lên tới cái mức là 16.000 gần như là 16.500 đô thì các bạn thấy là 16 năm đô với lại cái mức cao nhất từ trước tới bây giờ là gần 20.000 đô là con số phần trăm không có xa các bạn thấy được là nếu chúng ta lấy cái máy tính ra để cho chúng ta tính để thường tính các bạn coi rồi bây giờ khi mà chúng ta nhìn vào cái mức cao nhất từ trước tới bây giờ cho là 20.000 đô đi tùy theo là sàn thì các bạn trừ vào cái giá cao nhất của ngày hôm qua là cho là 16.500 đô thì các bạn đã thấy được là chúng ta chỉ cách cái đỉnh cũ tính theo đô la là chỉ có 3.500 đô thì 3.500 đô này chia cho cái mức giá cao nhất của ngày hôm qua là 16.500 đô thì các bạn thấy được là chúng ta đã rất là gần chỉ còn có 21% nữa thôi là đã trở về cái đỉnh cũ và bạn cũng đã biết là ở trong thì Bitcoin di chuyển 21% có thể chỉ cần có vài ngày nhưng mà Bitcoin đã đi ngược trở về từ cái mức đó các bạn thấy được là từ cái mức mà cao nhất ngày hôm qua, cái mức là 16.000 gần như 16.500 đô xuống tới mức thấp nhất cách đây 4 tiếng đồng hồ là khoảng chừng là 15.711 thì các bạn thấy được là đã đi xuống là 4,75% bây giờ các bạn thấy là Bitcoin cũng đã đi trở về và vẫn giữ được cái mức là 16.000 đô so với cái mức này một trong uh, nhiều bạn thì cũng đã comment nói là Bitcoin các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng rất là nhanh trong cái thời gian vừa qua nhất là các bạn thấy được từ tháng 10 cho tới bây giờ Bitcoin đã đi thẳng trở lên để thường cho các bạn thấy được là từ đầu tháng 10 cho tới bây giờ có nghĩa là trong vòng chỉ có 6 tuần Bitcoin đã đi nhanh tới cái mức nào thì chúng ta nhìn vào cái tình hình của tháng 10 lúc mà đầu tháng 10 các bạn thấy được là trên cái biểu đồ này đầu tháng 10 lúc đó là Bitcoin cái mức giá là chỉ khoảng có là 10.397 mà thôi, lên tới cái mức hiện bây giờ. Để thường cho các bạn thấy được là cái phần trăm tăng trưởng trong vòng chỉ có 6 tuần là tăng mạnh tới cỡ nào thì các bạn thấy được là lên tới cái mức hiện bây giờ thì giá là khoảng chừng là 16.000 đô thì đã tăng 53% trong thời chỉ có 6 tuần và nếu như tính cái đỉnh ngày hôm qua thì đã tăng 57% trong thời chỉ có 6 tuần có nghĩa là đã tăng rất là nhanh thì nhiều bạn nghĩ là tăng nhanh như vậy thì chúng ta sẽ không có nhiều cái dùng tích lũy nhiều cái dùng hỗ trợ cho nên sẽ dẫn đến là nếu như Bitcoin thực sự rơi thì sẽ rất là mạnh và ngay cái trên channel này các bạn cũng đã biết là chúng ta cũng đã từng chia sẻ về cái tình hình là Bitcoin hoàn toàn có thể rơi trên cái con đường Bitcoin đi lên thì hoàn toàn Bitcoin có thể là rơi xuống à, để tìm cái dùng hỗ trợ để tiếp tục tăng trị kế tiếp như là thường chia sẻ trong cái video 777 các bạn thấy được là gần càng gần đến đỉnh thì chúng ta sẽ càng thấy cái giá có thể là bị rơi nhất là thời điểm bây giờ nhưng mà nào mà chưa xem video 777 thì cũng nên xem để hiểu được là tại sao mà tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể thấy được Bitcoin rơi 30% khi mà con tiến gần tới 20.000 đô Tại vì sẽ có rất nhiều người chờ sẵn để mà chút uh, chúc lời Thì chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin hiện bây giờ Các bạn sẽ thấy được là cái giá bây giờ so với lịch sử là một cái giá cực kỳ cao Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như các bạn chưa theo dõi Thuận Cáp Đồ trên những cái mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này để tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Telegram và Twitter. Hay là nếu như mà bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái thông tin liên quan đến những sàn như là SnapX, Binance, Bybit, BitJar, Coinbase, Metano và ứng dụng BlockFi và các bạn hãy ra tùy theo sàn sẽ có những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận khắp đồ như là các bạn có thể điền đơn tham gia vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tính hiệu trên miễn phí hay là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi những thông tin chi tiết là ở phía dưới cái video này thì chúng ta trở lại với tình hình của bitcoin thì các bạn thấy được là cái giá hiện bây giờ là 16.000 đô để chúng ta đổi qua biểu đồ nến ngay để các bạn có thể thấy được là cái giá này là cực kỳ cao ở trong lịch sử của bitcoin chúng ta muốn biết được là cái nào thì chúng ta phải trả trở về rất là xa chúng ta phải trả trở về của năm 2017 để thường zoom vào để các bạn thấy rõ ràng hơn thì khi mà chúng ta zoom vào các bạn sẽ thấy được là năm 2017 bitcoin ở trên cái mức 16.000 đô này các bạn thấy được là chỉ có cái thời gian là 16 ngày mà thôi để thường cho các bạn thấy rõ hơn khi mà chúng ta nhìn vào những cái nến này các bạn thấy được là từ ngày 7 tới tháng 12 là Bitcoin qua khỏi 16.000 đô có nghĩa là cái đường màu trắng mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì qua khỏi 16.000 đô và trên 16.000 đô liên tục trong cái thời gian là 14 ngày sau đó các bạn thấy được Bitcoin đã đi rơi trở xuống và chỉ có khoảng chừng là 2 tới 3 ngày sau đó là chạm cái ngưỡng 16.000 đô nhưng mà sau khi chạm thì không có đóng lại trên 16.000 đô có nghĩa là trong lịch sử 11 năm của Bitcoin 11 năm qua thì Bitcoin cái giá mà trên 16.000 đô chỉ có cái thời gian trước đây là chỉ có là 17 ngày mà thôi Cho nên nếu như chúng ta tính luôn cái tình hình của cái thời điểm bây giờ thì các bạn thấy được là Bitcoin qua khỏi 16.000 đô Là trong cái phạm vi là trong vòng 3 ngày qua thì Bitcoin sẽ có mức này Thì các bạn thấy được là 3 ngày qua cộng với là trước đây là khoảng chừng là 17 ngày Thì trong lịch sử 11 năm chỉ có 20 ngày Chúng ta thấy được giá Bitcoin qua khỏi 16.000 đô Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy là hầu như là các bạn mua ở bất cứ thời điểm nào trong lịch sử Bitcoin ngoại trừ 20 ngày này ra thì các bạn đều đã có lời. Đây đương nhiên là một điều mà nhiều bạn rất là cảm thấy là vui tại vì các bạn thấy được là mua Bitcoin ở bất cứ thời điểm nào. Có thể nói được là cho đến bây giờ thì cái số lượng người mà giữ Bitcoin mà lỗ đó thì hầu như là không còn bao nhiêu người. Tại vì các bạn thấy được là các bạn phải mua trong cái phạm vi 20 ngày trong khoảng gian 11 năm qua các bạn mới bị lỗ. Và những người mà đầu tư lâu dài họ chung bình giá thì các bạn sẽ thấy được là cơ hội lỗi của họ hoàn toàn là không có thì chúng ta nhìn vào cái tình hình bây giờ thì nói lên được một điều đó chính là có rất nhiều người đang có lời hiện bây giờ và thậm chí lời rất là nhiều thì khi mà người ta lời như vậy thì sẽ có cơ hội là gì cơ hội là sẽ bị chốt lời cho nên đây là cái lý do tại sao mà thuận à, nói tới nói lui trước như lần với các bạn về cái tình hình là các bạn cần phải chuẩn bị tâm lý bất cứ ở một thời điểm nào chúng ta có thể thấy được bitcoin sẽ rơi giá và dựa theo lịch sử của năm 2016 thì có thể rơi tới 30% có phải là sẽ rơi từ cái mức này hay không hay là đợi lên tới 17.000 18.000 19.000 mới rơi tuy nhiên thì không biết được nhưng mà các bạn thấy là chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý tại vì càng tới gần 20.000 đô thì sẽ càng có nhiều cơ hội người ta chốt lời hay là người ta rút vốn ra hay là người ta hoàn vốn cho nên họ sẽ rút tiền ra khỏi thị trường Bitcoin để mà lấy lên vốn của mình những người mà đã chờ đợi trong vòng 3 năm qua cho nên các bạn cần phải quan tâm đến cái điều này thì các bạn thấy được là với cái tình hình bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái yếu tố mà các bạn cần phải quan tâm đến một những cái yếu tố là các bạn thấy được là có một cái thuyết cái thuyết này thường cảm thấy cũng rất nhiều ý nghĩa. Thì trên Twitter Dennis Scott đã nói là Bitcoiners want to become billionaires, billionaires want to become Bitcoiners only in Bitcoin. Có nghĩa là câu nói này ý nói là trước đây thì những người mà đầu tư vào Bitcoin là họ đầu tư vào Bitcoin để muốn trở thành tỷ phú, nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy được là tỷ phú lại muốn sở hữu Bitcoin. Cái tình hình bây giờ đã đảo ngược trở lại. Chúng ta thấy được rất là nhiều những cái dẫn chứng như là các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái uh, tình hình gần đây như là những cái người mà từ phố Wall đầu tư vào Bitcoin đã càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng công khai hơn. Các mình thấy là những người mà chúng ta thường hay nói tới như là Paul Tudor Jones hay là chúng ta nói tới Stanley Druckenmiller, những người mới đây thôi, những người trước đó nữa các bạn thấy được là Mike Novogratz và những tỷ phú khác cũng đã đầu tư vào Bitcoin. Thì trường này càng ngày lại càng sôi động hơn với càng nhiều tỷ phú đầu tư vào thì một trong những cái vấn đề mà mình cần phải suy nghĩ đến là đương nhiên tỷ phú đầu tư vào Bitcoin và công khai thì là một cái điều tốt tại vì sẽ dẫn đến là những người nào mà yêu thích hay là theo dõi những tỷ phú đó thì sẽ có lòng tin hơn với Bitcoin. Đương nhiên nếu như mà một người nào đó kêu một người khác đầu tư Bitcoin có thể là người đó không tin, nhưng mà nếu như mà các bạn thấy là những người như là Stanley Druckenmiller hay là Paul Tudor Jones đứng ra công khai nói là tin tưởng Bitcoin mới là tương lai nói lên tin tưởng bitcoin là có vị trí trong một chương mục đầu tư thì sẽ dẫn đến là những người mà follow partuder jones follow những người này họ sẽ tin tưởng hơn bitcoin sẽ dẫn đến là nhiều người quan tâm đến và đương nhiên một số người đó sẽ cuối cùng dẫn đến là đầu tư và lưu trữ bitcoin thì đây đương nhiên là một điều tốt nhưng mà ngược lại thì các bạn sẽ thấy được là Stanley Druckenmiller hay là Paul Tudor Jones hay là Mike Numeras không phải là tỷ phú duy nhất ở trên thế giới này. Các bạn thấy được là ở trên thế giới này có rất là nhiều tỷ phú cũng như là có rất là nhiều triệu phú. Thì khi mà họ nhìn vào tình hình bây giờ thấy là Bitcoin tăng chứng mạnh Bây giờ chúng ta lại nghe nói tới là những nhà đầu tư lớn họ công khai là đang lưu trữ Bitcoin Thì những người này đã lưu trữ Bitcoin từ, từ rất là lâu Các bạn thấy được những người như là Paul Trudeau Jones Tuy nhiên là trước khi mà công khai Là mua và lưu trữ Bitcoin thì họ đã mua trước đó một thời gian Thì những cái tỷ phú mà chưa có Bitcoin Những cái triệu phú mà chưa có Bitcoin Thì họ sẽ muốn gì? theo đương nhiên sẽ muốn lưu trữ Bitcoin Tại vì họ cũng muốn có được cái lợi nhuận Các bạn thấy được là chúng ta đã từng nói tới Nhiều khi các bạn thấy à, những thông tin liên quan đến cá vô cá mập Thì nhiều bạn cho là cá vô cá mập các bạn gom chung lại để mà nói Nhưng mà thật ra không phải là tỷ phú nào cũng thích tỷ phú nào không phải là triệu phú nào cũng thích triệu phú nào có mình thấy được là ở trong cái thế giới triệu phú và tỷ phú thì chia ra làm rất là nhiều thành phần và họ không có phải là chung một nhóm họ hoàn toàn là có nhiều khí chiến đối lập với nhau và họ chạy nhiều cái quỹ đầu tư khác nhau đương nhiên họ tiếp tục cạnh tranh để coi coi là ai có nhiều lợi nhuận hơn ai có nhiều khách hàng hơn vân vân các bạn thấy là đương nhiên những người nào mà chưa có bitcoin thì họ sẽ muốn sở hữu bitcoin và các bạn có nghĩ là họ muốn bitcoin À, tăng lên mạnh trong thời gian này hay là không Tôi nghĩ là sẽ là không Tôi nghĩ là họ sẽ kiếm cách để mà có thể Mua được Bitcoin với cái giá rẻ hơn Là cái giá bây giờ Cho nên chúng ta sẽ thấy được là có những cái đợt Làm giá sẽ xảy ra khi mà chúng ta Thấy Bitcoin càng ngày càng gần 20.000 đô Và họ chỉ cần bán một số lượng bitcoin đủ để làm giao động thị trường thôi thì sẽ dẫn đến là có nhiều người họ lo sợ họ bán số lượng bitcoin của họ sẽ dẫn đến là giá bitcoin lại tiếp tục rơi xuống và càng nhiều người lo sợ càng bán thì giá bitcoin sẽ càng xuống sâu và đương nhiên khi mà bitcoin rơi xuống và điều chỉnh lại thì sẽ có nhiều nhà đầu tư có tiền họ sẽ chờ sẵn để mà mua và đây là những cách mà những nhà đầu tư lớn họ muốn lưu trữ Bitcoin nhưng mà họ muốn cái giá Bitcoin sẽ ở cái mức là rẻ hơn cho nên nếu như mà các bạn hỏi thuận là có phải là giá của Bitcoin sẽ tăng bọt lên và qua khỏi 20.000 đô hay là không Thuận thì không nghĩ như vậy Thuận nghĩ là chúng ta chỉ là chờ Bitcoin điều chỉnh lại trước khi mà có thể tăng lên được nhưng mà cái mức đó là cái mức nào đương nhiên thì không biết được Thuận không nghĩ là Bitcoin sẽ qua khỏi 20.000 đô và đi thẳng lên từ đây thường hiện nay chúng ta sẽ gặp rất là nhiều rắc rối trong thời gian tới đây và đây là một trong những cái điều mà thường bước bạn lưu ý đến đương nhiên nếu như Bitcoin có đẩy phá 20 đô mà đi thẳng lên thì đó là một điều quá tốt cho những người mà đã lưu trữ từ bấy lâu nay nhưng mà các bạn cần phải cẩn thận nhất là các bạn thấy được là không chỉ riêng là những nhà đầu tư lớn các bạn thấy được là bây giờ chúng ta nhìn vào Bitcoin Treasury có nghĩa là những công ty nào mà lưu trữ Bitcoin trong ngân khố thì các bạn thấy được là càng ngày cái danh sách này càng nhiều hơn các bạn đã nhớ là trước đây thường chia sẻ với các bạn danh sách chỉ có là 10, 11, 12 công ty bây giờ danh sách các bạn thấy được là nhiều hơn rất là nhiều và các bạn thấy được là công ty mà lưu trữ nhiều bitcoin nhất bây giờ vẫn là công ty Michael Strategy các bạn cũng đã nhớ là công ty này mua hai lần và tổng cộng cái số tiền dùng để mua bitcoin để mà lưu trữ trong ngân khố là 425 triệu từ tháng 8 tới bây giờ là các bạn thấy là chưa đầy 3 tháng mà 400 25 triệu đó đã trở thành 612 triệu Các bạn thấy được là cái sự lợi nhuận rất là kinh khủng trong thời gian chưa có đầy 3 tháng Mà công ty Michael Strategy này, cái lợi nhuận này là còn nhiều hơn Cái lợi nhuận mà đầu tư Bitcoin có được là còn nhiều hơn là công ty Michael Strategy Thu nhập trong vòng 3 năm qua các bạn thấy được cái sự lợi hại của đầu tư Bitcoin này như thế nào Chúng ta nhìn vào những công ty khác như là công ty Square cũng gì các bạn thấy được là đầu tư vào 50 triệu các bạn thấy được, được công ty Square 50 triệu đó bây giờ đã trở thành 75 triệu có nghĩa là các bạn thấy đã lời 50 phần trăm trong thời gian rất là ngắn và các bạn thấy là càng ngày lại càng có nhiều công ty công khai nó là lưu trữ crypto trong nhân khối của mình lưu trữ Bitcoin trong nhân khối của mình và điều này sẽ dẫn đến là sao sẽ dẫn đến là những cái công ty khác khi mà họ nhìn vào những công ty như là MicroStrategy mà họ cảm thấy là những công ty này có được lợi nhuận đến từ Bitcoin thì những cổ đông sẽ hỏi những công ty đó là tại sao mà lại không mua Bitcoin lưu trữ như là MicroStrategy như là công ty Square mà lại lưu trữ tiền mặt những công ty này có cái sự lợi nhuận rất là cao thì các bạn thấy được là sẽ dẫn đến là càng ngày lại càng có nhiều công ty hơn bị thúc đẩy bởi cổ đông để mà lưu trữ Bitcoin và cũng tương tự như là những nhà đầu tư có tiền họ sẽ không có mua Bitcoin ở cái mức cao mà họ sẽ tìm cách để mua được Bitcoin ở cái giá rẻ hơn thì nói tới Thuận muốn chia sẻ bạn một cái điều đó chính là chúng ta nhìn vào câu chuyện của thị trường thì các bạn sẽ thấy được lúc nào thì thị trường cũng có một câu chuyện giống như là tôi nói các bạn là trước đây khoảng chừng là vài tháng thì câu chuyện của thị trường đó chính là thị trường phản ứng như thế nào đối với tình hình của dịch bệnh hồi tháng 3, tháng 4, tháng 5. Sau đó cái câu chuyện là thị trường sẽ phản ứng như thế nào đối với những cái thông tin được chia sẻ liên quan đến gói hỗ trợ. Sau đó là câu chuyện liên quan tới bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ thị trường sẽ phản ứng như thế nào câu chuyện bây giờ các bạn thấy được đã trở ngược trở về bây giờ các bạn nhìn vào những thông tin lớn thì tất cả những thông tin lớn bây giờ đều xoay quanh cái thông tin liên quan đến là chúng ta sẽ thấy thị trường phổi như thế nào trong cái tình hình là dịch bệnh lại bùng phát mà chúng ta vẫn chưa có gói hỗ trợ nhiều nơi bây giờ lại áp dụng những cái luật giãn cách xã hội cũng như là nhiều thành phố có thể là đóng cửa một số nơi trở lại thì tình hình sẽ như thế nào các bạn được đây là những câu chuyện trên thị trường mà các bạn cần phải lưu ý đến tại vì những câu chuyện này sẽ dẫn đến là tình hình của chứng khoán hoa kỳ sẽ bị dao động thực ra mà nói là chứng khoán hoa kỳ đã tăng trưởng liên tục tăng trưởng các bạn thấy được là trong cái tình hình mà bầu cử khi mà chúng ta rõ ràng hơn là tình hình bầu cử như thế nào rõ ràng hơn là cái tình hình thượng viện hạ viện thì những cái ghế mà đang bỏ trống đó thì cuối cùng thuộc về đảng nào khi mà đã rõ ràng hơn thì chứng khoán đã tăng lên liên tục và thực ra mà nói là chứng khoán tăng tuần nhiều rồi còn tuần này các bạn thấy được là chứng khoán mở cửa đã tăng lên. Tại vì các bạn thấy được là thông tin liên quan tới vaccine đã khiến cho nhiều nhà đầu tư rất là phấn khởi. Nhưng mà trong vòng hai ba ngày qua chúng ta nhận được rất nhiều những thông tin xấu liên quan tới sự tăng trưởng của dịch bệnh thì thường không có biết là chúng ta sẽ thấy thứ hai này khi mà thị trường mở cửa sẽ như thế nào. Thật ra ngày mai chúng ta sẽ biết được một số điều khi mà chúng ta thấy là thị trường hợp đồng tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa ngày mai thì chúng ta sẽ biết được là những nhà đầu tư suy nghĩ như thế nào về tình hình dịch bệnh và điều đó có ảnh hưởng như thế nào đối với lại tình hình của crypto. Điều mà chúng ta biết được trước đây là thông tin xấu liên quan đến dịch bệnh như là phải đóng cửa trở lại hay là dịch bệnh tăng thì sẽ dẫn đến là tất cả thị trường đều bị đi xuống. Lần này thì các bạn thấy rồi chúng ta có cái thông tin liên quan đến vaccine thì không biết là thông tin liên quan đến vaccine có đủ để cho chứng khoán tiếp tục tăng trưởng hay là không và có một số ngày trong tuần vừa qua chứng khoán có cái dấu hiệu đi xuống nhưng mà bitcoin vẫn tiếp tục tăng lên nhưng mà tôi nghĩ đó chỉ là ngoại lệ trong cái thời gian ngắn hạn này tôi nghĩ là tất cả thị trường thị trường vàng chứng khoán dầu và thị trường bitcoin đều có cái quan hệ rất là mật thiết tại vì khi mà dịch bệnh ảnh hưởng tới nền kinh tế thì cái ảnh hưởng sẽ là hình chung mọi người sẽ muốn rút tiền về trong ngân hàng của mình để cho họ có tiền mặt xây sở nếu như mà lại bị đóng cửa trở lại và đây những những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và Thuần xem gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.